Mình nói thôi ở cõi tao bà này sung sướng, bây giờ muốn gì cõi này, alo, bây giờ đem cho tôi món gì bắt đầu đem tới. Chà, cái cảnh này sung sướng thiệt khen. Nhưng mà sung sướng cô bác anh em chân đạo là cái cảnh này sung sướng nhiều chừng nào là cái khổ nhiều chừng nãy, phải không? Xin chớ so đo khổ với vui, có chi là khổ, có chi vui, vui trong tham dục vui là khổ, mà khổ để tu hành khổ quá vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà là đừng khổ cũng đừng vui, mong sao giữ tánh không vui khổ mà để thoát ra ngoài nỗi khổ vui. Cô bác anh em nhân đạo, vậy thì xác định lại là nhờ ngọn đèn của Đức Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa hậu đồng bổn tộc, và kính đến các bậc lớn tuổi, và kính đến đồng đạo sĩ mới đại diện cho gia đình cũng là chủ sự trong ngày tịnh tu Phật Thất. Kính thưa chư quý vị, hôm nay là vào ngày định kỳ niệm Phật hàng tháng, trong một tháng có một ngày là vào ngày mùng 4. Thì hôm nay là vào ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch niên Quý Mão, là cái ngày định kỳ mà tất cả chư quý vị đồng hành trở về đây để chúng ta hành trì qua pháp môn tịnh độ. Bởi vì pháp môn tịnh độ là một pháp môn thuộc thắng, là một pháp môn tối cao, là một pháp môn siêu việt. Chỉ hành cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà thành công cao, mà mau có hiệu quả. Chính vì vậy mà Đức Phật khi xưa đã thuyết lên cái pháp môn tịnh độ, và hôm nay Đức Thầy xương minh lên cái pháp môn tịnh độ để cho tất cả các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nó riêng, mà nói chung là tất cả các chúng sanh nương vào pháp môn ấy mà chúng ta tu hành, và cuối cùng được mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành. Thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái chương trình trao đổi giáo lý. Thì vừa rồi quý vị mình cũng lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chị Hai, qua những đoạn câu giảng được trích là tu cho nhàn tội tấm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên bang. Thì nếu nương vào trong hai câu giảng như trên mà chúng ta tu là cũng có thể thành công đắc quả rồi. Nghĩa là trong hiện tại mà chúng ta được nhàn thì tương lai chúng ta mới được giải thoát. Thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ sau là chương trình nghi vấn. Nếu như chương trình nghi vấn chia sẻ Phật Pháp thì quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi. Thì sẵn nhân sự tùng sự hôm nay tất cả chư quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy, trong đó 2 câu, 4 câu hoặc giả là trong nội dung. Rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị. Rồi quý vị mình ngồi lại lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng, mà trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn tối nghĩa. Đó là sự mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để làm cho Phật Nhật được trùng quy và Pháp Luân được thường chuyển, và làm cho giáo lý Đức Thầy được truyền bá khắp cả bạn nhân bá tánh khắp cả Nam Châu. Đây cũng là một điều kiện mà tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi, cũng như ban tổ chức, cũng như gia đình cùng với nhau hợp tác mà đáp đền ân Tam Bảo trong muôn một. Thôi thì chúng tôi cũng gãi gọn lời nói đầu chút ít để làm một cái gạch nối mà tình cảm cùng với tất cả chư quý vị để đi sâu vào trong chương trình để trao đổi giáo lý. Vì vậy chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu và cũng xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị, và cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Vì thì chúng tôi xin tạm dừng là nói đầu và xin trả lời trước xứng ngôn ban tổ chức và ý kiến toàn thể quý cô bác anh chị em. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lời cái nói đầu của Thưa Phương đã nói xong. Thì đến giờ để trao đổi Phật Pháp thì có quý vị gửi một cái đề tài lên đi trước cái quý vị, rồi sau quý vị chọn thêm ha. Thì trong giáo lý của Đức Thầy, quý vị là gửi lên 2 câu. Ngọn đèn chân lý hết lưu, khắp trong lê thứ ao tù từ đây. Thì trong 2 câu này nhờ Tư Phương dạy, thật là cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, để đi sâu vào trong chương trình giải đáp nghi vấn và được đồng đạo nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, và trong đó 2 câu, và trong 2 câu giảng đó là ngọn đèn chân lý hết lưu, khắp trong lê thứ ao tù từ đây. Thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác nào đời thương.
Thưa chư quý vị, qua hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong quyển nhất ấy, tất nhiên là cái quyển khuyên người đời tu niệm. Mà quyển khuyên người đời tu niệm này đó là Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình, và có tất cả là 912 câu mà đồng đạo chỉ trích ra trong đó là hai câu cho chúng tôi bàn. Thưa chư quý vị, và trong hai câu đó là ngọn đèn chân lý hết luôn, mà đồng đạo không có nhấn mạnh trong đoạn nào, mà chỉ nêu lên hai câu giảng thôi, và chúng tôi cũng nương vào trong hai câu giảng ấy mà bàn cùng tất cả chư quý vị. Thưa chư quý vị, và trước cái câu đó là chừng nào chim nọ biến bay, và cá kia biến lội, khổ này mới yên, mới nhắc ra quá thảm quá phiền, bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu. Mới tới hai câu này là ngọn đèn chân lý hết lu khắp trong lê thứ ao tù từ đây. Vậy thì Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết trong đoạn giảng như trên đó là bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu, là cái khổ gần cận kề chúng ta sát một bên rồi, còn đâu nữa cô bác anh em trong đạo. Bây giờ khổ não tới đời là đây rồi, phải không? Vậy mà cũng không chịu tu. Thưa chứ quý vị, nên Đức Thầy mới nói là xưa nay đạo hạnh quá lu ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Tất nhiên cái đạo hạnh có như hồi xưa có như là quá lu rồi, nên hôm nay Đức Thầy mới nói qua hai câu này mà được đốc, mà được coi như là đồng đạo để nêu lên trong cái đó là hai câu giảng ngọn đèn chân lý hết lu. Vậy thì bây giờ ngọn đèn chân lý hết lu tất nhiên là nó có thời gian lu, phải không chú? Thời gian có lu cho nên bây giờ mới hết lu. Vậy thì bây giờ trong thời gian lưu là hồi nào có bác anh em chúng đạo? Trong thời gian lưu tất nhiên kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đắc đạo thuyết pháp 49 năm, sau khi đó Đức Phật tịch diệt và truyền pháp lại cho Hamaha Ca Diếp, A Nan Thương Na Hòa Tu U Ba Cúc Đa truyền dài xuống Bát Nhã Đa La Đạt Mã Tổ Sư Huệ Khả Tăng Sáng Đạo Tính, cho đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, cho đến Lục Tổ Huệ Năng Tam Thập Tam Tổ, là lúc bây giờ ngọn đèn sáng. Mà kể từ khi Đức Lục Tổ Huệ Năng bật truyền y pháp rồi đó, thì năm vào trong 713, thì lúc bây giờ là cái ngọn đèn bị lu, là bị thần tú lộng hành, rồi đem coi như là cái chân lý của Đức Thầy để coi như là bài biện ra âm thanh sắc tướng, bài ra con người đi vào cái con đường mà không đúng chánh pháp. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là đạo màu diệt khổ có từ lâu, thần tú ra đời lại góp thâu, chuông mỏ sáng kinh bèn cải sửa, xá hướng truyền lưu lấp đạo màu lưu, thấy không? Thưa các bác anh em nhân đạo, cho nên bị cái đạo màu nó bị lấp rồi cho nên nó lưu, hoặc giả là Đức Thầy cho chúng ta biết theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ từ xưa nay có mấy ai thành, hay là cả ngàn năm nhân tâm sao xiến sao tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Bởi tăng chúng quá ham chuồng ngấu nên tại phiên khắp chốn cùng làng Phật, nào ham tưởng cốt khuếch vàng mà tăng tạo hao tiền ba thánh. Cho nên bây giờ bị vấn đề âm thanh sắc tưởng đó làm cho cái đạo nó bị mờ lu của bác anh em dân đạo, mà chúng sanh cũng không có người nào mà tu đắc đạo, thấy không? Thưa chứ quý vị, vì vậy cho nên Đức Thầy mới cảnh tỉnh và giác ngộ cho chúng sanh là thấy tăng chúng sầu bi dạ mộ, kể phiên trần nước đổ la môn, khắp cùng làng xóm hương thông, diệt khôn quá thế nên tồn lại ngu, dạy đạo đức người tu rạng lý, mong cho người hữu chí làm theo. Cô bác anh em trong đạo, nhưng mà trước đó thì Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là, đó là coi như là khi Đức Thầy ra đời đó là nơi Phật cảnh, chốn Phật cảnh vắng tanh kẻ tới. Vắng tanh kẻ tới tất nhiên là không còn người nào để mà tới chùa chiền để tu nữa. Ta ra đời nên mới đổi thay, bởi vì lời lẽ thẳng ngay cho nên chúng nó mới ghét bài phú thi. Thưa cô bác anh em trong đạo, vậy thì bây giờ xác định lại, tất nhiên là cả ngàn năm nhân tâm sao xiến, hoặc giả là từ ngàn xưa Phật pháp gài thén nên kẻ tu hành đắc đạo, thì rõ ràng là như vậy. Tất nhiên là qua câu này coi như là ngọn đèn chân lý hết luôn. Vậy thì bây giờ đến năm 1939 Đức Thầy yêu kính của chúng ta ra đời, thấy không? Ra đời coi như là mới khiêu lên cái ngọn đèn chân lý là xưa nay đạo hạnh quá lu rồi, ngày nay sáng tỏ mới đền bù ngày xưa, hoặc giả là đạo mở cửa bài câu minh mục, nước ma ha tưới tắt lòng phàm, là Đức Thầy ra đời mở cửa. Mà chính mở cửa vào năm 1939 là trong khi đó là tất cả các chúng sanh mới nhờ ánh đèn chân lý của Đức Thầy, cô bác anh em chân đạo, mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là sao, là
là Đức Thầy nói ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn sắc phàm, dình đạo Thích Ca, hay là vô di chánh đạo hỡi người ông. Thưa quý vị, vậy thì rõ ràng có như là Đức Thầy ra đời để mà canh tân lại giáo điều, xương minh lên đạo Phật, giảng hồi lại các đạo nhân, làm cho con người của chúng ta được sáng tỏ lại. Đó là mở cửa. Vậy thì mở cửa vào năm 1939, tất nhiên là chính thức Đức Thầy ra đời để mà khai đạo. Nhưng mà chỗ này qua cái ý là ngọn đèn chân lý hết lưu tất nhiên đã sáng tỏ rồi, đã được hiểu rồi, chúng sanh biết hết rồi, và tất cả chúng sanh đều quy y theo Phật rồi. Mà tại sao câu này ngọn đèn chân lý đã hết lưu tất nhiên là được sáng tỏ thì con người chúng ta được thoải mái, được thông dong, và con người hướng được cái nguồn giáo pháp của Đức Thầy ngon lành, mà tại sao gấp trong lễ thứ ao từ từ đây vậy hả? Thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở nơi đây là chính thức Đức Thầy ra đời khiêu lên ngọn đèn chân lý, mà chúng ta mới biết mình đang ở trong cảnh ao tù. Nếu như chúng ta không được ngọn đèn chân lý của Đức Thầy ra đời thì chắc có lẽ là mình cũng như bao nhiêu tất cả các chúng sanh, đâu có biết mình ở trong tù đâu. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ở trong tù bốn vách tấu hù, không biết đâu là vách, cũng không biết đâu là tù. Nhưng mà có khi cái ngọn đèn nó soi vô rồi, thấy bên đây vách, thấy bên kia vách, sau lưng vách, ở trên bên tay phải nó vách. Thì bây giờ nhờ cái ngọn đèn soi vô mình mới thấy bốn vách, chứ còn bằng không nữa mình không thấy, mình coi như là nằm trong bốn vách, phải không? Nên Đức Thầy ra đời cho Đức Thầy cho chúng ta biết xa bốn vách mang điều nhơ nhúc, mà chúng ta đang vướng vào trong cái cảnh tù. Tất nhiên là bốn vách đó là tửu sắc tài khí, là bốn vách. Mà cái người đời người ta vẫn ung dung tự tại sống trong cái cảnh đó mà người ta không biết là ở trong tù. Còn mình khi mà chúng ta vướng vào trong đó, chúng ta nghĩ đó là tù. Cô bác anh em dùng đạo. Cho nên tứ đổ tường đó là tửu sắc tài khí, tứ đổ tường đa thiểu hiện ngu tại nội xương nhược hữu thế gian, khiêu đắc sức tiện thị thần tiên bất đối phương. Là rượu, là sắc, là tài, là khí, là bốn vách tường dây, là ở trong tù. Ai là người tài hai trí giỏi, nhảy ra cho khỏi bốn vách tường đây, đó là thần tiên thoát dòng sanh tử vậy. Vậy là chúng ta thoát được sinh tử là không nằm ở trong tù. Vậy thì câu này Đức Thầy nó coi như là ngọn đèn chân lý hết lưu, là chính thức chúng ta nhờ được ánh đèn chân lý của Đức Thầy mới biết mình đang ở trong tù, đúng không? Vậy thì bây giờ tại sao chúng ta biết đây? Chúng ta nhờ vào lý, là ngọn đèn chân lý. Vậy thì bây giờ Đức Thầy có nói coi như là mình ở trong tù không? Có. Đức Thầy nói cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, thì mình nhờ đọc câu này là cái ngọn đèn chân lý của Đức Thầy nè, mình mới biết mình ở trong tù nè. Còn người ta không thuộc câu này làm sao người ta biết được mình ở trong tù, hay không? Vậy thì bây giờ đó là Đức Thầy đó là cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát nặng. Rồi chỗ khác Đức Thầy cũng cho chúng ta biết là ao tù vốn thiệt cõi ta bà, đúng không? Là cái cõi ta bà này tất nhiên là cái cảnh ao tù, mà cảnh ao tù giờ vẫn phải còn mang nặng triệu trên đầu héo gục gan, chí nguyện thoát ly dòng xích tỏ mà cầu trên thánh chúa vẫn ngay vàng. Vậy thì bây giờ chúng ta còn đang cảnh ao tù, là cảnh ao tù giờ vẫn phải còn mang, là chúng ta còn đang nằm ở trong tù. Vậy thì bây giờ là ngọn đèn chân lý hết lưu khắp trong lê thứ ao tù, từ đây là từ đây chúng ta gặp được giáo lý Đức Thầy là chúng ta biết mình đang ở trong cảnh tù. Vậy thôi, phải không? Thưa quý vị, vậy thì bây giờ chúng ta coi như là xác định lại coi như là mình có phải bị ở tù không mấy cô mấy chị, có phải không? Ở tù rõ ràng luôn chứ còn gì nữa mà không phải ở tù, phải không? Thưa quý vị, cho nên mình cái người con gái lớn lên mới 18, 19, 20 tuổi, trong khi đó cũng mộng vọng coi như là, trong khi đó coi như là xuất giá này kia đồ cho nó ngon lành ngay cô sáu. Xuất giá cũng đồng đi hai nẻo khác nhau, mới là ôm gấu tùng khu cái xuất giá, mà xuất giá đồ Phật gọi quý ý. Vậy mà trong khi xuất giá rồi là quý vị mình biết ở tù chung thân mình không hay. À, cho nên du quyên hai chữ giam mình chung thân phải chị. Hội đồng lưỡng tộc nhân dân đồng lòng quyết phán đương nhân ở tù là mình đang ở tù. Cho nên hội đồng lưỡng tộc nhân dân là hai bên hai họ đồng lòng quyết phán đương nhân ở tù, mới từ đây đài đỏ thiên thu đài cho hết kiếp phù du của mình đài hoài, không? Cho nên đài cho hết kiếp phù du của mình, trong khi đó là quý vị mình thấy khi mà có về nhà chồng rồi, quý vị mình thấy hân hở vui xa gì chứ hen. Chứ thật ra coi như là mình coi như là cái bản án chung thân mà mình không hay, cô bác anh em với đồng đạo, phải không?
Vì vậy cho nên là mẹ làm dâu thấy rõ ràng ông chồng hớn hở xách cây phan, mẹ thì đũa xả như cơm bữa, rồi cha nhậu lê mê lại hát vang, con khóc con đau con cứng cổ, cháu hung cháu phá nghiệp tan quan, rồi lo nhà lo gạo lo trăm thứ, mà làm mẹ làm dâu khó nổi nhàn, có không, có khổ không? Ở tù chứ còn gì nữa bây giờ, phải không? Mẹ làm dâu nửa đời nên mẹ biết cay đắng mặn nồng nước mắt chăn cơm. Mai mốt đây con về làm dâu thiên hạ là cả một đời phải trao chọn cho người ta. Rồi mai mốt đây khi bốn xí tuổi già biết ai hầu hạ từ bát cơm chén nước, phải không? Nó tất nhiên là trong khi đó là chúng ta như là khi về nhà chồng lỡ tù chung thân được của bác anh em chồng đạp. Khi mà về nhà tù chung thân được tù lâu thấy cũng hủy tình, phải không? Tù lâu thấy cũng hủy tình mà được làm tù trưởng thấy mình cũng ngon. Mới đầu làm tù binh, phải không? Trong khi đó coi như là làm dâu, ha. Rồi sau khi đó bắt đầu được 2 năm bắt đầu mình là làm tù trưởng. Tại vì mình sanh được đứa con, 2 đứa con bắt đầu mình được cầm chìa khóa, mình được giữ nhà, mình được sai xử. Cho nên được làm tù trưởng thấy mình cũng ngon. Mà nhìn ra cho kỹ héo hon, đừng ham tù trưởng, tù con làm gì chứ tù trưởng cũng vậy. Mà tù con cũng vậy, cũng nằm trong tù chứ có sung sướng gì đâu chị Tám, không? Đừng ham tù trưởng, tù con làm gì chỉ làm lữ khách hành quy, ghé qua quán trọ tới thì một đêm rồi đi không tiếc ở thêm, đi về cảnh Phật cho em thân này khá nên xa chạy cao bay. Chứ còn nếu mà chúng ta không là xa chạy cao bay mà chúng ta cứ ở trong đây mình nó tưởng đâu là mình ngon, thì bây giờ quý vị mình thấy như thí dụ như bây giờ có 2 loại tù, một là cái tù giam giữ, phải không? 2 là cái tù lao động. Vậy thì bây giờ cái tuổi từ 18-20 bắt đầu chúng ta có chồng nữa là bắt đầu chúng ta vào trong cuộc ở tù lao động, có không? Sáng mừng cho tới chiều, mà có nhiều khi coi như là mà tăng thêm cho tới tối nữa. Không phải tù lao động là cái gì, tối gì ngủ có chút xíu, trong khi sáng đâu có đầu đi mần nữa. Tù lao động mà tới chừng 60-70 tuổi rồi cái tù giam giữ. Bây giờ không đi đâu được chân chuỗi, ở nhà tối ngày không, không có đi đâu, đám tiệc gì cũng không có như là đi đâu được chân chuỗi, tối ngày là giữ nhà không. Có không mấy chị? Giữ nhà không, 80-90 tuổi coi như là cất được cái đông lan tây lan, cất được cái tiền hậu, tiền coi như là căn mà hậu coi như là hậu căn, nhưng mà cuối cùng ở con cái giường khoảng 2 thước à, quanh quẩn vòng vòng tới đó thôi. 70-80 tuổi ngồi nằm con cái giường một à, có phải tù giam giữ không? Vì như vậy mà còn giữ của nữa chứ, đàn đất ơi, sợ coi như là 3 cái thau, 3 cái đồ, coi như là 3 cái đồ bể đó, mà trong khi đó bỏ ra rồi đó. Vậy đó mà ta lợi ta lụm mà cũng giữ, nó không cho ta lụm nữa. Ở tù mà tù giam giữ mà còn giữ của nữa cô bác anh em chứ đồng đạo, mà sau khi đó đầu thai trở lại ở tù nữa, không? Cho nên lấy, nếu mà xét qua cái lực nhân quả, thấy rằng lòng ích kỷ đáng kinh, hiện tại thì cô độc đời mình sao còn phải trở nên theo của. Tất nhiên là mình giữ của là đầu thai trở lại nữa. Vậy thì bây giờ ở đây qua 2 câu giảng này là ngọn đèn chân lý hết lưu khắp trong lê thứ ao tù từ đây. Vậy thì bây giờ chúng ta đang biết mình đang sống trong căn tù, mình đang biết mình đang coi như là ở tù lao động cũng có, ở tù giam giữ cũng có. Thôi thì bây giờ chúng ta phải tìm cách để mà thoát ly cảnh tù của bác anh em dùng đạo. Muốn tìm cách thoát ly cảnh tù đó, Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết ngoài kiếp phù du, tất nhiên là kiếp này nè, có cái gì không di không dịch vĩnh viễn trường tồn, lấy sự thiền định phá tan mạng u minh che phủ, thì thấy rằng cảnh ấy con người sẽ hết buồn hết khổ hết quả báo luân hồi. Và khi ta dùng sự chánh định dẹp bỏ hết các sự phiền não rồi buồn, phá tan các làn sóng thị dục lôi kéo vào nẻo tà, tâm ta chẳng còn sao động, chí ta tỏ rạng với chân rằm một màu sáng suốt, không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tiệt hết sự phàm trần và lần bước đi đến cảnh giải thoát, đó là không còn nằm trong tù. Vậy thì bây giờ trí tuệ của người là chìa khóa có khả năng mở cả mái trời nè, nó sẵn nằm trong óc của người nào thì cũng tự mô ra được. Nhưng mà có ăn cái coi như là bây giờ Đức Thầy để lại cho chúng ta coi như là một kho tàng pháp bảo, là cuốn giáo lý, đó là cái chìa khóa nghe mấy chị. Vậy đó mà đưa cho mình cái chìa khóa, mình cứ lắc tới lắc lui, mà trong khi đó chúng ta không chịu cầm chìa khóa để mở, phải không? Ngục trần thế ráng lo mở chốt, tất nhiên là có chìa khóa mà chúng ta không chịu mở chốt, ra ngoài xem gió mắt chân thanh, khác hơn mùi lao ngục hâu tanh của cái kiếp trần gian tạm dạ. Vậy đó mà giờ chúng ta có kinh kệ, có giáo lý, có chìa khóa rồi không chịu mở, nó thôi tôi ở đây tôi quen rồi, tôi được làm tù trưởng rồi, ngon rồi, tôi không chịu mở đâu chân trời, phải không? Cho nên kinh kệ vốn là chìa khóa ngục, phải không chị, phải không con? Mà chúng sanh là cái nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu, như chìa khóa có mà tù không ra. Cho nên có chìa khóa mà không chịu ra tù, giao cho mình chìa khóa coi như là để mình muốn vô vô ra ra đó. Nhưng mà mình làm thấy như là trong khi đó ở tù lâu giết nó quen, giống như là cá chậu chim lồng như cô bác anh em trong đạo. Mà trong khi đó ở trong đó giết quen có nhiều cái hào cá đó nghe, mà trong khi đó mở rút ra thả bọng ra luôn mà không chịu ra. Còn mình cũng vậy các bác anh em trong đạo, mình bây giờ trong khi đó là được thả nè, mẹ đứa con chim lồng được thả nè,
sao lại còn nắng ná chưa bay? Nếu để cho nhốt lại kỳ này đó hen, sao có gặp được ngài ân xá nghe. Bây giờ coi như là Đức Phật đã mở hết rồi, Thiên Hoàng mở cửa các lân, Địa Hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, mở ra hết rồi. Vậy mà mình không chịu đi, không chịu bay. Mình nói thôi ở cõi ta bà này sung sướng, bây giờ muốn gì cõi này, alo, bây giờ đem cho tôi món gì bắt đầu đem tới. Chà, cái cảnh này sung sướng thiệt hen. Nhưng mà sung sướng cô bác anh em dân đạo là cái cảnh này sung sướng nhiều chừng nào là cái khổ nhiều chừng nãy, phải không? Xin chớ so đo khổ với vui, có chi là khổ, có chi vui, vui trong tham dục vui là khổ, mà khổ để tu hành khổ quá vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà là đừng khổ cũng đừng vui, mong sao giữ tánh không vui khổ mà để thoát ra ngoài nỗi khổ vui. Cô bác anh em nhân đạo, vậy thì xác định lại là nhờ ngọn đèn của Đức Thầy là chúng ta mới biết mình đang ở trong cảnh tù. Nếu như chúng ta không có được ngọn đèn chân lý của Đức Thầy là chúng ta cũng không có biết mình đang ở trong tù. Cô bác anh em chân đạo, vậy thì chúng ta đã biết mình ở trong tù rồi thì chúng ta phải tìm cách để mà thoát ly. Cô bác anh em chân đạo, đó là tìm sống thật cho an hồn xác, sống mộng chi cho nát thân tâm. Phải can đảm nhận đời lòng quyết bừng tỉnh dậy để kiếm tầm đường tu, đạo mới giải được câu đời tám đạo, được còn nằm trong phạm vi mê. Bởi mê thành khổ nhiều bề mà điều chi cũng chẳng hề được lâu. Thân đã giả vật nào phải thật, người luôn công giành vật đeo mang hơi tàn, mọi vật đều tàn dù cho vật ấy nồng nàn thương yêu. Cuối cùng người chúng ta cũng phải bỏ lại hết. Cô bác anh em chân đạo, vì vậy cho nên chúng ta cần phải chi cho bằng. Ta sớm lo toan, dình giới lực, nghe kinh trọng Phật, đến năm chung, quả lành đâu mất, cõi Tây Phương, chư Phật, đợi chờ. Các bác anh em chúng đã đến đây xin hết thời tài. Nam Mô A Di Đà Phật.